server, đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta nói về cái lập trình bên phía server. Đó, thì chúng ta có hai cái mấy cái thuật ngữ này. Đó. À, lập trình bên phía Lên. Ở bên dưới Lên là nghĩa là sao em? Ứng dụng đó, ứng dụng lập trình, ứng dụng chạy phía Lên, lập trình phía Lên, ứng dụng chạy phía Lên đó, là những cái code chương trình mà chúng ta viết nó sẽ chạy bên phía phía Lên, chúng ta viết trình gì tiếp này. Hiểu không? À, là những cái code chương trình à, chúng ta viết đó, nó sẽ chạy bên phía browser. Browser là trình duyệt đó nghe này, chạy bên phía trình duyệt chúng ta trên cái máy này để hình chúng ta. À, một trong những cái thằng đó, ví dụ như là thằng gì nè, à, JavaScript nè, VB-Ship nè, hoặc là Python. À, Python là xin lỗi, sao sao đây là Python, à, JavaScript và VB-Ship. Okay. Đây là những cái code chương trình mà nó sẽ chạy bên phía gì nha, chạy bên phía gì đây, chạy bên. Còn server side running là nói những code chương trình mà nó chúng ta biết nó sẽ chạy bên phía server. Anh em biết ngay JavaScript từ xưa giờ chúng ta biết là nó chạy bên phía trình duyệt chúng ta, anh em nó hoặc là cái thằng VB này, VB-Ship. Còn cái server side programming nó là tiếng nó là cái code chương trình mà chúng ta viết nó chạy bên phía server. À, server là những cái máy tính mà nó chạy để tạo ra những cái trang web hoặc là những cái nguồn tài nguyên web khác cho chúng ta. À, thí dụ như một số thằng mà chúng ta thường xài nhất là PHP, Java hoặc là JSP, hoặc là ASP. Cho thầy hỏi coi là mấy đứa có học kỳ rồi, mấy em mới học công nghệ web ấy. Là mấy em phí server là mấy em sẽ sử dụng thằng gì, mấy em sử dụng ngôn ngữ gì vậy? À, PHP này. đúng rồi, là mấy em xài PHP, kiểu không PHP. Cái môn hồi nãy em thầy bảo dạy đó, thầy nhớ là mấy em học là PHP. Đó là những cái code chương trình mà nó chạy bên phía server nha em, chạy trên server nha. À, chúng ta nhắc lại thôi. À, cái cách hoạt động của một cái thực hiện một cái trang web, khi khi mà người ta khi bạn nhập vô cái địa chỉ trên cái trình duyệt web của chúng ta, đúng không? Thì trình duyệt web chúng ta nó sẽ tạo một yêu cầu ở dưới mục rất là get http à, và khi đó hệ điều hành của chúng ta đó, nó sẽ gửi cái yêu cầu đó tới server qua cái giao thức TCP. À, rồi bên phía server sao em? Bên phía server khi nó nhận được cái thông tin đó, đúng không? Thì cái hệ điều hành của server nó sẽ gửi cái thông tin đó tới cái server, ví dụ server web của chúng ta, hiểu không? Thì cái phần mềm server của chúng ta mới phân tích cái message đó, cái thông tin đó, đúng không? À, sau đó cái phần mềm server đó nó mới tạo một cái phản hồi, nó gọi là HTTP response. À, thì bữa 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 cái buổi học buổi sau đó, cái phần HTTP đó, AI đó, thì sẽ giải thích lại mấy cái này kỹ cho em, giải thích lại cho mấy cái này kỹ cho em. Rồi sau đó hệ điều hành của server nó mới gửi cái phản hồi đó tới cái lên của chúng ta, và lên chúng ta nó sẽ gửi về cái trình duyệt chúng ta, và trình duyệt chúng ta mới xử lý kết xuất cái kết quả đó lên cho người người dùng. À, đó là cái chương trình mà từ cái người yêu cầu nhập cái yêu cầu từ cái trang web gửi một cái thì cái yêu cầu nó sẽ thực hiện như thế nào. Yêu cầu nó sẽ gửi lên server thông qua, thứ nhất là qua cái hệ điều hành của cái client đó, nó gửi qua server. Rồi bên server hệ điều hành cái server nó nhận được, nó mới gửi tới cái phần mềm server, ví dụ web server của chúng ta đó. Tại sao nó mới phân tích, nó thực hiện cái yêu cầu đó có được không? Ví dụ như là chúng ta mở cái máy ra, chúng ta đóng vô mở trên cái máy chúng ta ngồi, chúng ta mở một trình duyệt run lên, chúng ta nhập vô ví dụ ctu.do.vn, rồi truy cập vô một cái gì đó ở trong trang web của trường Đồng Thơ, thì cái yêu cầu nó sẽ gửi lên tới server của trường Đồng Thơ, là web server của trường Đồng Thơ. À, thì web server của trường Đồng Thơ nó coi cái yêu cầu nó có thực hiện được không. Ví dụ chúng ta gửi yêu cầu truy cập cho một tập tin thì đi một trang web nào đi, ví dụ yêu cầu nó không đúng thì nó sẽ gửi cho cái phản hồi báo lỗi gì đó, hiểu không? Còn nếu đúng thì nó sẽ thì nếu mà theo phương pháp truyền thống chúng ta thì nó sẽ server nó sẽ xử lý kết xuất cái trang web đó, là ví dụ web tỉnh cần lấy dữ liệu của hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào, nó lấy xong trả về với kết xuất thành trong web tỉnh, rồi nó gửi về cho phía lan, và lan gửi về cho cái hệ điều hành của lan, hệ điều hành của lan mới gửi về cho cái trình duyệt web đó, và trình duyệt web đó kết xuất lên cho người người dùng.
cái server ở đây em cũng ở đây nó nhắc lại chút xíu này, cái định nghĩa cái từ server đôi khi chúng ta cũng tùy theo ngữ cảnh như này, từ theo ngữ cảnh à, có đôi khi người ta dùng chữ server ý nghĩa là một cái máy mà nó chạy cái phần mềm server à, hoặc là đôi khi cái từ server ý nghĩa là một cái phần mềm mà nó chạy trên một cái máy à, làm sao em làm sao à, cái thuật ngữ đầu này này, server có nghĩa là một cái máy mà nó chạy trên một cái phần à, mà nó chạy một cái phần mềm server, thì thường nói cái server chúng ta là thường nói về cái máy tính chúng ta đó, mà nói về cái máy vật lý nhiều hơn à, nói là một cái máy tính chúng ta nói về máy vật lý đó. Thường cái máy nó là sao em, nó có cấu hình mạnh, nó có khối lượng, nó có khối lượng xử lý lớn à, à, và chức năng à, quản lý à, chức năng xử lý nó rất là mạnh à, thường mấy cái đó là máy chuyên để làm server luôn đó em, máy vật lý cái máy tính chúng ta à, máy tính chúng ta à, thường nói về mấy mấy cái máy vật lý mà à, cấu hình nó mạnh à, cấu hình nó mạnh à, à, sự, à, xử lý mạnh à, và khối lượng lưu trữ nó lớn, ví dụ như thế à, và à, chúng ta cài những cái phần mềm server chạy trên đó. Còn cái ý thứ hai này, ý đó là cái phần mềm server chúng ta chạy trên một cái máy, mà cái máy đó thì những cái phần mềm này thường lại là làm phục vụ những cái dịch vụ, những cái yêu cầu mà của client à, cái máy này đôi khi nó cũng không có cấu hình, nó không mạnh lắm, cấu hình phần cứng, cấu hình vật lý nó cũng không mạnh lắm. Ví dụ như mấy em nè, mấy em chúng ta cái ví dụ chúng ta có cài những cái phần mềm, ví dụ như mấy phần mềm server, ví dụ Apache rồi này à, à, hoặc là Node.js thì chúng ta làm server à, thì để chúng ta à, chạy những cái phần mềm server để chúng ta cung cấp đáp ứng một cái dịch vụ, một số dịch vụ thôi, cái phần mềm đó, cái cấu hình cứng của máy tính nó không mạnh lắm, thì đó là cái ý thứ hai. Còn cái ý thứ nhất là thường nói là cái máy server chúng ta làm cái máy nói về cái máy vật lý, có hình của nó là cấu hình nó mạnh ha à, nó khác nhau như đó thôi, thì tùy theo cái ý nghĩa chúng ta hiểu, đang ngữ cảnh chúng ta hiểu. Còn xúc kết à, khi mà chúng ta server chúng ta chạy đó, thì nó sẽ thực hiện code chúng ta đó à, nó thực hiện code để tạo dựng một cái xúc kết, cái kết để là cái nơi cho chúng phép chúng ta nhận à, những cái thông tin chúng ta lớn từ cái hệ điều hành. Anh em thấy em nhớ nãy là cái hệ điều hành à, chúng ta có thể gửi thông tin tới cái server chúng ta đó, thì à, server chúng ta thì cái xúc kết chúng ta đó là cái nơi nhận nhận những cái thông tin từ cái hệ điều hành. Thì ở đây thì chúng ta không có nói sâu về cái xúc kết ha, tại vì à, nếu em nào có học à, học cái môn lập trình mạng á, học cái môn lập trình mạng á, thì người ta sẽ nói nhiều về cái xúc kết này ha, thì ở đây chúng ta hiểu cái định nghĩa đó thôi à, à, xúc kết nó cho phép chúng ta nhận thông tin từ cái hệ điều hành ha, hệ điều hành chúng ta à, khi server chúng ta chạy à, còn mấy em có thể là tìm hiểu sâu về xúc kết, có thể đọc thêm những tài liệu này. Ở đây có những tài liệu này, cái anh viết vô đây này là nó nói về cái xúc kết đó, ha, nó sâu về xúc kết, hoặc là các em học cái môn lập trình mạng thì à, lập trình mạng cái xúc kết đó, thì ta sẽ nói sâu về cái xúc kết này à, ở đây định nghĩa xúc kết thôi. Xúc kết là một cái điểm cuối của cái kênh giao tiếp mà chúng ta có thể gửi và nhận dữ liệu trên trên cái xúc kết à, chúng ta có thể gửi và nhận dữ liệu à, trên trên cái xúc kết này. Thì ở đây chúng ta ở đây thầy sẵn thầy giới thiệu với chút xíu cho chúng ta cái cú pháp cái lượng URL của chúng ta hiểu không đó, thì cái một cái URL chúng ta đó thì chúng ta có nó có gồm nhiều phần hiểu không, và trong đó có một số phần bắt buộc và một số phần xem em có thể có một kiện có một không hiểu không, ví dụ như đầy đủ thế này đó, đây đó, nó có gồm có cái schema schema là cái giao thức rồi đó, đó là có cái phần domain này đó, domain đó rồi cổng hiểu không, rồi cái đường dẫn truy cập tới tập tin nào đó, hoặc là những thông số à, những thông số chi vắng, hoặc là những à, một số cái anh coi cái hash này hash à, ví dụ như trong cái trang web chúng ta, ví dụ chúng ta có một cái trang web đi, trang web chúng ta có nhiều phần, chúng ta click tới một phần nào một cái phần à, cái link đó nó nhảy tới một phần nào nó cho trong cái trang web chúng ta đó, thì người ta tạo nhiều cái bút mắt nó giống như một cái hash này, click tới một phần nào nó nhảy tới một cái phần nào đó trong cái trang web của chúng ta luôn đó, thì nó gọi là cái mấy cái anh coi mấy cái anh coi ở đây là schema, chúng ta thường là những cái giao thức đúng không, ví dụ giao thức HTTP HTTP giao thức mail vân vân đó, thì cái phần đầu này nó gọi là à, schema à, thì à, một trong web chúng ta có những cái phần bắt buộc có phần có không, nó tùy theo cái địa chỉ cái URL chúng ta nó như đầy đủ được những cái phần này đó, ví dụ như phần này nè đó, cái phần này gọi là phần schema đây. Đấy chưa à, phần thứ hai của chúng ta là cái phần à, domain đó, origin à, nó bao gồm như em nó bao gồm cái domain và cái cổng à, cái cổng hiểu không à.
hay cộng. Thì mấy em chú ý nha, thường đó mấy em, thường với cái web server chúng ta đó, thường cái web server chúng ta là mà khi chúng ta cài đặt đó, mà chúng ta không có chỉ cổng gì hết trơn đó, là cổng mặc nhiên của nó là 80 nha mấy em, thường đó nha. À, ví dụ em cài một cái server, ví dụ như cài Apache à, thì các em không chỉ gì hết thì nó là cổng 80. Mấy em nhớ mấy cái server không phải là server web không, mà server hệ quản trị cơ sở dữ liệu, nói chung là server thì nó có cái cổng mặc nhiên hết, hiểu không? À, thì giải thích cái này chút xíu cho mấy em rõ chút xíu, là mấy em biết là ví dụ em có một cái máy đi, em cài ví dụ như em cài web server nè, rồi em cài server quản trị cơ sở dữ liệu nè, rồi server mail nè, vân vân. Thì như vậy một cái gói tin gửi tới thì nó đâu có biết gói tin gửi đến cho cái server nào mấy em, kịp không? Nó đâu biết gửi đến cho cái server nào. À, thì để biết gửi tới thằng nào thì các em thấy mỗi cái server đều có một cái cổng hết, cái cổng hết. Mà thường chúng ta cài nhiều khi chúng ta không để ý, khi nào đụng cổng thì chúng ta mới để ý thôi. Thì thường mấy em cài vô nó cài cho chúng ta cái cổng mặc nhiên, hiểu không? À, thí dụ như chúng ta cài server web đi thì mặc nhiên nó là cái cổng mặc nhiên nó là cái cổng 80. Còn mấy cái cổng khác mấy em, mấy cái server khác mấy em có thể là coi tra internet coi cổng mặc nhiên, ví dụ nó là cổng số mấy. À, thì khi mà các em cài cái cổng mặc nhiên mấy em, à, thì các em gọi em không cần chỉ cổng nó ra, hiểu không? Hiểu không? À, mấy em không cần chỉ cổng nó ra. À, ví dụ như các em thấy là ví dụ mấy mấy trang web em đánh vô, ví dụ là www.ctu.edu.vn hả, mà chúng ta không chỉ cổng nó ra là có nghĩa là chúng ta đang chạy cổng mặc nhiên là số mấy nè, 80 80, hiểu không? Còn ví dụ như khi mà em cài cái server mà mấy em đặt cái cổng nó ví dụ là 8080, thì khi mà mấy em muốn truy cập tới server đó thì các em phải chỉ cái cổng 8080 ra nó mới hiểu, kịp chưa? Kịp chưa? À, mấy em chú ý cái này, khi mà các em cài cái server, nhất là ví dụ server web chúng ta đi, mà chúng ta đặt khác cái cổng mặc nhiên của nó, server web là thường là cái cổng mặc nhiên là 80, mà em đặt khác cái cổng mặc nhiên của nó thì khi xài nó em phải chỉ cái cổng mặc nhiên nó ra, em xin lỗi chỉ cái cổng nó ra, không thì nó không nhận được. Đó, thí dụ như chỉ cái cổng bằng cách là tên cái domain của chúng ta này. Đó, đây rồi hai chấm sau đó là cái cổng, sau đó là cái cổng, nhớ nghe. À, do đó mà mốt em cài cái server của chúng ta mà không biết đúng cổng mặc nhiên thì khi gọi nó chúng ta phải chỉ cái cổng nó ra. Để cái tiếp là cái đường dẫn tới cái nguồn tài nguyên chúng ta, ví dụ như đây này, đây là cái đường dẫn ví dụ truy cập tới cái đọc tin này, à, mai 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 file html, và cái sau nữa là từ cái tham số à, tham số à. Chúng ta có thể cung cấp thêm những cái tham số cho nó, thì chúng ta có rất nhiều cái nhiều tham số, mỗi tham số nghĩa là cặp cặp giá trị gồm có cái từ khóa của nó và giá trị của nó đây à. Phía sau phía trước cái tham số là từ cái dấu hỏi đây, dấu hỏi này và cặp giá trị này. Và như nếu chúng ta có nhiều cặp giá trị thì chúng ta có cái dấu vàng để nói những cặp giá trị này. À, cái này là chắc em biết hết rồi, em học công nghệ web là chắc là mấy cái này em biết rồi. Còn anh co là cái giống như cái hát chúng ta, à, cái dấu tương tương này này à, à, bắt đầu một cái anh co chúng ta, bắt đầu anh co chúng ta. À, thì trong một cái trang web đầy đủ chúng ta gần có cái những cái này. Okay. Đó. Ok rồi, một số thuật ngữ ha, mà chúng ta trong cái chúng ta cũng chú ý là sơn thai là cái khi mà chúng ta đánh vào cái đủ một cái URL trong cái trình diễn chúng ta, thì URL này này thường nó là một cái đường dẫn tới một cái thông tin trên internet à. Và khi này á, nó là một cái đường dẫn thông tin thì thường nó yêu cầu đến anh em tới một cái file đã cho cái trên cái server, chúng ta yêu cầu cái file qua cái phần mềm server này, mấy em ví dụ như thằng Apache này, Apache à, thì nó sẽ lấy cái thông tin này trên server chúng ta, trên cái nơi chứa cục bộ trên cái hệ thống cục bộ trên cái server chúng ta, và nó sẽ gửi về tới người dùng theo cái phương pháp truyền thống này mấy em. Đó là thường chúng ta sử dụng là theo cái địa chỉ URL, chúng ta là chúng ta chỉ được nhận tới một cái thông tin. Hồi nãy thầy có giới thiệu mấy em là ba cái kiến trúc web đó, thầy tạm dịch cái tạm gọi cái phương pháp, cái một phương pháp truyền thống, thì theo cái phương pháp truyền thống thì cái URL chúng ta thường là một cái đường dẫn tới một tin với những cái thông số của nó, những thông số của nó. Và server thường nó trải về phản hồi về là cái tập tin đó, nếu có yêu cầu cái tập tin đó trên server và tập tin nó có thì trải về cái nội dung của tập tin đó nếu có, ví dụ như này à, thì ví dụ như cái yêu cầu này à, nay anh gửi lên server đúng không, server của chúng ta đó đây. À, trên cái server này đó, cuối cùng truy cập tới một cái tập tin này nằm trong cái đường dẫn này.
yêu cầu khi cập nhật tập tin này. À, và nếu có tập tin thì có thì server nó sẽ kết xuất cái nội dung tập tin này nếu 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 nếu, nếu kích động đó, rồi sau nó gửi kết quả về cho phía lan. À, không? Nhưng mà đôi khi đó, à, như đôi khi đó, cái URL chúng ta đó em, nó không phải là một cái đường dẫn tới một tập tin nữa, không phải là đường dẫn tới một tập tin nữa, mà nó là một cái API endpoint, à, là một cái điểm truy cập cuối của một cái API. Cái này là chúng ta sẽ gặp nhiều rất nhiều ở trong cái phương pháp mà chúng ta sẽ thiết kế theo cái phương pháp thứ hai, single application. Cho cách hai chúng ta đã, cách hai đường dẫn nó không bao giờ là bây giờ là không phải là một tập tin nữa em. Đường dẫn truy cập URL chúng ta bây giờ không phải là một tập tin nữa, không phải là một tập tin nữa. À, mà nó không phải là một tên, do đó nó không lấy một tập tin nữa, mà nó là một cái thông số. À, đường dẫn chúng ta thường hiển thị một cái yêu cầu một thông số, một thông số án nào đó. À, thông số này web server nó có thể là tạo ra truy cập động cái phản hồi cái yêu cầu đó, à, nó không là một cái thông số, nó không là cái đường dẫn, nó một tin này, nó không trả về cho chúng ta một cái tin nữa, mà nó trả về cho chúng ta một cái phản hồi tùy theo cái điểm cuối endpoint chúng ta cái gì này, API endpoint chúng ta này. Server nó sẽ tạo ra một cái phản hồi động tới cái yêu cầu của chúng ta, tùy theo cái endpoint của chúng ta là cái gì. À, nó cái endpoint chúng ta bây giờ nó không là một tập tin nữa nè, mà nó một cái đường dẫn, mà tương ứng với cái đường dẫn đó thì chúng ta thực hiện cái gì đó để phản hồi về phía lan, chứ không phải là một tập tin. Thì cái thằng này này chúng ta sẽ gặp nhiều trong cái phương pháp của chúng ta, à, trong cái cách thiết kế web application. À, là chúng ta thường thiết kế là những cái rule, những cái đường dẫn, ha, là những cái endpoint của API. Chừng nữa chúng ta sẽ gặp cái này rất là nhiều, nữa chúng ta sẽ nói nó kỹ hơn nhiều rồi này. Thì thích sao rồi tới nữa thì giải thích kỹ cái này cho em. Thì cái yêu cầu thông số, ha, là một cái phần đường dẫn, thì chúng ta có thể thêm vô những cái gì nãy nãy em. À, chúng ta phải truyền cho nó những cái thông số, những cái query, ha, những cái thông số vậy đó, thường là trong chi vắn, thì chúng ta thường gửi thêm những cái thông số, thì đây là cái thông số của nó, thì em biết nhất là cái nãy chúng ta có nói đó. À, chứ là cái câu hỏi nếu nếu nhiều cái thông số chi vắn nữa thì chúng ta nói thì thêm dưới gì em, nhưng mà như thế này. À, và mỗi cái thông số gì đó là một cặp giá trị, nó gồm có key và giá cái giá trị của nó. Còn một cái đường dẫn, còn một cái đường dẫn API, à, đường dẫn API là một cái địa chỉ nó cho phép chúng ta truy cập tới một cái API nào đó. À, nó gồm có hai phần em, nó gồm có thứ nhất là cái địa chỉ URL cơ bản của chúng ta, à, và cái thứ hai là cái endpoint để nó xác định tới. Thí dụ như là đây em thấy này, à, thí dụ như trong cái địa chỉ này. Đó, cái địa chỉ này thì đây là cái đường dẫn của chúng ta nè. Đó, nguyên cái này là đây là đường dẫn chúng ta này, thằng này nè, thằng đó dấu chéo này. Đó, và cái đường dẫn cơ bản chúng ta, sau đó chúng ta cái này mới là cái endpoint của chúng ta này, cái điểm truy cập cuối của nó này. Đó, rồi chúng ta có thể truyền cho những cái thông số chi vắn này, thông số chi vắn đó, ví dụ như là chúng ta có hai thông số chi vắn này, thông số chi vắn thứ nhất này, thông số chi vắn thứ hai này, à, nó nhầm với dấu bà này, thấy không, và trước nó là có dấu hỏi này. Đó, thì đây gọi là một cái endpoint này, đây là một cái đường dẫn endpoint này. Các em thấy trong cái URL này mấy em thấy nó đâu có chỉ được cái tập tin nào đúng không, chỉ nó chỉ cập một tập tin nào đâu, nó khác như này đâu nè. Nè, ví dụ như này này, à, ví dụ cái URL này này là cuối cùng nó chỉ tới một tập tin thôi nè, tập tin first tới tên này. Còn các em thấy cú pháp cái đường dẫn này thì các em thấy cuối cùng nó không chỉ tới một tập tin nào hết đúng không, không có chỉ tới tập tin hết mà nó chỉ tới cái endpoint này mấy em. Như vậy thì trên server chúng ta phải có cái user này, phải có cái phải 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 có đường dẫn hay một cái API user để nó thực hiện tương ứng một cái gì đó, chứ không phải là một cái tập tin. À, tới đây thì mấy em sẽ thấy cái ví dụ này rất nhiều, thì sẽ giải thích kỹ hơn ha, mấy phần kế tiếp.